Hello, xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Eyebrow by Beauty. Vâng ạ, và hiện giờ thì mình đang có mặt tại sảnh tầng 1 của DK Eyebrow. Như mọi người có thể thấy thì ngoài trời đang rất là nắng, nắng kinh khủng luôn. Mà ngày hôm nay thì các chị em khách hàng của chúng tôi thì đã đến DK từ rất là sớm. Đó, và như mọi người có thể thấy thì không những là các bạn trẻ này, các chị em trẻ tuổi phải quan tâm đến dịch vụ phun xăm, mà ngoài ra các cô lớn tuổi hiện giờ cũng đang rất là thích những cái công nghệ mới tự nhiên, cũng như là thích cái những cái dịch vụ 5 sao ở tại DK. Đó, và như mọi người có thể thấy thì hầu hết tất cả các khách hàng đến DK thì đều là được người bạn bè này, người thân của mình giới thiệu. Và bây giờ thì mình sẽ tiến sâu vào khu kỹ thuật nhé, để cho mọi người có thể xem được cái không khí hiện giờ là như thế nào ạ. Vâng, và hiện giờ thì chúng tôi vẫn đang áp dụng những cái chương trình rất là hấp dẫn dành cho tất cả các chị em quan tâm đến dịch vụ phun xăm ở tại DK. Và như mọi người về thấy thì đây là cái khu vực mà các chị em của chúng tôi thì đang được ủ tê chờ trước khi làm dịch vụ. Nhất là với những chị em mà da mỏng này, hoặc những chị em mà sợ đau, chúng ta sợ cơ địa của chúng ta không ăn tê, thì chúng ta hãy hoàn toàn yên tâm, vì hiện tại thì cái loại tê mà DK đang sử dụng là loại tê nhập khẩu tốt nhất hiện nay rồi. Và đặc biệt là không gây kích ứng da này, đấy, không ảnh hưởng để cho da nhạy cảm. Đó, và đặc biệt là rất là an toàn. Và đặc biệt hơn nữa là không ảnh hưởng đến mực xăm nhé mọi người nhé. Có rất nhiều những cơ sở sử dụng những cái mực xăm mà không đảm bảo này. Đó, và ngoài ra thì sẽ làm ảnh hưởng, thứ nhất là gây kích ứng da, thứ hai là sẽ làm ảnh hưởng đến cái màu mực xăm của chúng ta. Đó, cái điều đó rất là quan trọng. Đó, nhưng mà tại cây thì mọi người cứ yên tâm. Và đặc biệt là với những cái chị em nào mà rất là sợ đau đó, vì nhưng mà chúng ta có lông mày hỏng này, lông mày lỗi khiến cho chúng ta mất tự tin, hoặc là các chị em dùng nhiều son lâu năm và để khiến cho cái màu son của chúng ta bị xỉn. Và bên cạnh đó thì cũng có những chị em đã từng phun môi rồi nhưng cái mực xăm của chúng ta không ổn định, đó thì cũng làm đi cho cái màu môi nó bị ảnh hưởng và để lâu ngày bị xỉn, ảnh hưởng rất nhiều đến thẩm mỹ cũng như là đến sức khỏe. Thì chúng ta hãy yên tâm, vì là hiện tại thì với cái mực xăm DK đang sử dụng, đó là mực organic nhập khẩu từ Đức. Đó, và trải qua cái quá trình lâu năm thì màu của chúng ta sẽ chỉ nhạt đi thôi, chứ không hề có cái dấu hiệu bị thâm, xỉn. Và các chị em có thể tham khảo thêm những clip hoặc là những cái hình ảnh mà khách hàng của DK đã từng phun môi và từng làm lông mày ở tại DK trước đó khoảng tầm 2 cho đến 3 năm. Thì màu sẽ chỉ bị nhạt đi thôi, chứ không hề có cái dấu hiệu bị trổ xanh, trổ đỏ. Cho nên các chị em hãy hoàn toàn yên tâm mọi người nhá. Còn như mọi người có thể thấy thì bây giờ mới là 10 giờ sáng thôi, nhưng mà cái không khí hiện giờ của chúng tôi ngay lúc này thì đó, và đội ngũ tư vấn của chúng tôi thì đang hoạt động hết công suất. Và đặc biệt là khi mà chúng ta đến DK ấy, để trải nghiệm những cái dịch vụ 5 sao ở tại DK, thì các chị em lưu ý là chúng ta cần phải đặt lịch trước mọi người nhé. Thứ nhất là sẽ không ảnh hưởng đến lịch của khách hàng khác này. Thứ hai là các chị em sẽ không phải chờ đợi lâu. Đó. Và các chị em có thể đặt lịch trực tiếp qua fanpage của DK, hoặc cũng có thể đặt lịch qua Facebook của chị Ngoan Minh Vương này. Hoặc mọi người cũng có thể gọi điện đến số hotline 0911 310000 để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết về dịch vụ cũng như là về các chương trình đang được áp dụng tại DK mọi người nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Chúc tất cả mọi người sẽ có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên người thân và bạn bè của mình ạ. Xin chào.